Everybody put your hands, hands up. Guys, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại từ game Dying Light. Thì hôm nay mình và Vinh sẽ tiếp tục up series game này ha. Rồi thì bây giờ cuộc hành trình của mình và Vinh sẽ chính thức bắt đầu. Giờ là quốc xong của mình rồi. Cắn đồ hoài để chứ không có kỹ năng chán gì đâu. Chưa té cái đạp đã. Trời ơi, ở cái đầu này đạp con nát mà. Bay dậm thì có kỹ năng chiến đấu, còn mày trượt té thì nó chỉ lên kỹ năng nhảy thôi. Nhưng mà trượt thì an toàn hơn. Đù. Cái này ghê bấy. Dạt ra liền chứ anh em. Dám chống với lữ búa. Đây là cái búa của tao nhớ trong Pali theo nè. Đù. Ủa nó là thao rết hả? Thằng đó tên thao rết hả? Ừ. Ê, hình như có thằng zombie nó tàn hình mày. Có chứ, giờ chưa gặp nè. Rồi mấy cái này phải lụm thôi. Đáng lẽ mình dạ, bẻ cái đầu nó, bẻ cổ đẩy ra nó phải chết chứ sao kỳ. Biết là lì cỡ nào không? Ô, được vàng vòng như nè, vàng vòng đáo biến. Con già đập bay hết chó nè, chó mà nó đập. Ê, tao nghe tiếng xì chảy. Chơi kỳ mày. Thằng nào chơi kỳ? Tao nghe mày xì chảy, tao mới chạy á, mày á. Tao đấy đập thằng kia. Chơi mình ha. Chơi mình mà hên là mình thính tai à. Chứ ê, tao đang đập tàn đầu rồi. Tao đang đập thằng kia, tao đè nó xuống, tao đập mày nói mày, đó thừa mày. Mày á, nhúng ai hết. Mày nó thôi, đè đập đây ơi. Có này sống lụm ta. Giờ làm vụ mà vô đó tao vũ khí hư hết sao làm nè. Giờ vô trong đó nữa hả? Chứ sao. Giờ vô. Để tao coi tao chế được hai món gì nè. Tao giờ tao không có vũ khí luôn, nghèo tao cơ vậy. Còn mấy vũ khí của bắp không à. Để tao chế được một món. Mấy này là không có đồ chế đây. Hôm nay không đi lụm được đồ gì hết à. Toàn đi vô quánh vậy không. Để lấy đồ đâu quánh. Thiếu lá đồ này mà nên chế không được. Dục không? Tôi dục cho cái búa nhỏ vô chiến hả? Ủa? Ta ơi, nó ủa sao cứ đá vậy? Dục cho nó gì ta? Lấy cái coi. Dục tao cái búa đó. Mày đang cầm á. Cái rìu chứ. Lụm đi. Đâu? Nè. Đất nè. Ờ, cây cù bắp. Con cây nó cũng chơi đi chứ. Vô. Ít quá ai thèm. Ồ. Cho nó giao điện lắm. Tập trước rồi. Dạ, giao điện bây giờ tao chế được có ra nữa. Nó cho mày tập trước rồi, bây giờ tao cho thêm cái này nữa. Mày bôi đắp bôi dưỡng hình như cái này là kìa, làm này thêm độ khó kìa. Quất difficult khó luôn kìa. Được 7000 là 5 điểm sinh tồn. Có điểm là chơi à. Nhưng mà tao không di chuyển được nè. Tao bị gì không di chuyển được nè. Bị gì là bị gì? Ai biết. Thôi để lại cho mấy mụ đó phát hiện quýnh mày đi. Ở đây mụ ơi. Nó nè, ừ đó. Trời chết tao. Cái này ngay nhà nó không cho chứ. Đây làm như trong ARK anh nặng không cho đi. Rồi được. Cái đội vũ khí mới được. Đây là cái phá mấy kia. Dụ zombie để mấy cái thùng đây. Phải giết hết, giết càng nhiều càng tốt. Ừ.
Ôi, đông dữ vậy. Rồi chết ta luôn rồi, nhồi đằng sau nguyên bầy. Nhiệm vụ này là không ổn rồi đó. Này đông quá mày ơi, toàn mấy chạy nhanh không à. Phải chạy nhanh vậy mới luyện kỹ năng chiến đấu mày lên được chứ. Hết lựu đạn nữa. Vừa cứu xong mày luôn á. Học nữa chứ. Ồ chết nữa rồi. Ừ ơi. Đang chạy qua đây cái chết nữa rồi. Đó, con tao không có kỹ năng, con mày cấp 10 mấy, con tao mới cấp 5. Chết luôn rồi. Ừ ơi, chết vậy sao tao cứu? Làm lại. Từ từ thôi, bay đừng dữ dội vô. Chứ mày ở yên chỗ mày quýnh sao quýnh lại tụi nó. Cho vô trong đây tiếp nữa nè. Chắc rồi, không có ra được đâu. Bay đồ khí thế vô. Tao đi, tao đâu ở yên chỗ. Ồ, giờ phải cầm thuốc gỗ quánh nó vậy hả? Vũ khí mày đâu? Vũ khí gần hư hết rồi. Lên đây. Quen. Tao bây giờ kiếm được cái vũ khí nào để tao giết tụi nó. Chứ nãy vũ khí cho mày đâu? Vũ khí này không đủ sức để giết. Mày làm bỡ cũng được chứ mày. Ở đâu mà ra đây nhiều dữ như ba mấy má. Ê, rồi rồi cứu nó coi. Đỏ vậy nó ghê vậy. Đỏ mạnh dữ dữ vậy. Bảo ơi. Không có mấy con chạy nhanh là khỏe khỏe à. Tưởng nó mình không thấy nó anh em. Dạ đẹp. Nó đang dụ nó giết tụi nó trong góc trong đây nè. Cái còn vũ khí nào xài không chứ? Chẳng lẽ quá anh em à. Đang sửa vũ khí. Ờ sửa vũ khí cũng không cho tao yên nữa ta. Kiếm cái chỗ nào kiếm kính vào. Kiếm đây đông lắm. Cái giải quyết được nó không bị nhanh nè được rồi. Con ghê quá. Còn hồi máu thế. Chết luôn rồi. Để tao dụ nó đi tao mới cứu nó được. Nó không có cái kỹ năng mà bay đạp lên zombie chạy. Phải có kỹ năng bay đạp lên chạy nó chạy được. Chỉ kinh quá.
đâu vậy? Trên hả? Trên tàu. Chết tao luôn rồi. Rồi chết luôn. Quá. Cái này khó quá. Nếu tao không cứu mày thì tao có thể xoay sở được. Gì vậy, gì vậy? Sao bị kẹt rồi? Càng ngày cái lũ nó càng đông. Anh sửa vũ khí cũng yên với chú em nữa kìa. Chắc luôn nè, xài đồ hư luôn nè. Nói thì hồi chưa đi anh em ạ. Mấy zombie mà biết đánh lén sau lưng nữa chứ. Kìa thiệt. Đấy. Có gan lại đây. Đây 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 một con. Mày. U lại đây. Từ nãy giờ không xài thôi nha. Giờ anh đây là bất khả xâm phạm được chứ. Úp. Ghê vậy. Đi làm đầu. Chạy vô trúng thùng xe lửa. Ghê. Nhạc ra liền. Từ thôi còn mấy con đó à. Cái tàu kìa. Kính thiệt chứ. Dí một tao dí gì dí ớn. Ồ cái dao điện gì đâm mất máu mình nữa chứ. Giảng kinh. Rồi giờ nhiệm vụ bắt mình làm rồi. Tới đây rồi. Giờ ta không còn vũ khí đâu luôn tại. Tới coi coi. Dao điện nó là chọn mất máu mình. Lẹ quá. Từ khi gì nó tỉnh dậy rồi. Nó quỳnh dậy rồi. Gan nó đấy. Bộ trên đây đông đủ nè. Qua đây. Ê cứu tao, tao chọi. Tao chọi là cứu được á, tao mới chọi trái lựu đạn ra. Rồi không được, nó còn canh. Mới giết được hai đứa. Được đâu mà. Tắp tao luôn rồi, chết luôn à. Đi chung mạnh quá, đi chung hỗ trợ lẫn nhau, gặp không, né không chiêu được nữa chứ. Mấy con này 1-1 hay 2 con còn quýnh lại đi nguyên một bầy sao quýnh. Vừa đá té con này cái mấy kia lại hỗ trợ liền luôn. Bò thấy quá đủ rồi nha. Không. Kinh ha. Ủa cái kinh dị lắm rồi đó. Mày chạy mà la. Nào nữa. Nè, đúng nè. Rồi chết luôn nữa. Cái chỗ tao đông quá. Cứ dụ vô 7 là giết nó chết rồi. Rồi đã chết luôn. Bắt kẹp cái mẹ đi rồi.
kích hoạt được gì đâu đây nè, để cho tụi nó không ra nữa thì phải. Tao kích hoạt cái rồi. Đây này chiến đâu? Cái thùng container này nè, nè. Nãy giờ mình không kích hoạt nó đâu ra hoài. Cứu bồn liền anh em thấy ghê chưa? Không bấm kịp nút. Lên đây. Kinh thiệt chứ. Ô rồi rồi, hết được rồi, hết được. Mấy này không có vũ khí hạng nặng mà chơi không được mà. Kệ nó. Sửa vũ khí không yên với tụi nó. Lấy búa trắng thiên lôi rồi chơi nó. Có gan ở đây nè. Ngoài bò lết nè, chỗ này là mình thấy là ngon rồi đó anh em. Đó lại canh ngay đầu đó, hiện chữ phí này rồi phải chạy. Còn chưa có đồ xài. Ô gì đông dữ vậy, làm gì mà chỗ đó nghe kinh dị vậy? Tao có chỗ ngon lắm nè. Nó giết đựng bầy rồi, nó đây nè. Bây giờ nhanh chết hết rồi nè. Ta chém chết cũng được 5-6 thằng ngày đó đó. Rồi vũ khí hư nữa rồi, giờ hết đồ sửa luôn rồi. Tao giờ tay không chiến đấu. Lần đầu tôi có đồ sửa không trời. Giết ngay cầu thang này dễ lắm mà phải có vũ khí nè. Cứ nào vừa lên cầu thang là đập cho nó văng xuống từ từ là chết rồi. Tao có chỗ mà tại tao không có vũ khí. Nó chống đi. Còn nữa không? Còn nó đó. Còn bên đây nè, bên đây nè. Còn thằng ở đây nè. Này giờ phải đi lục đồ, đi cài lục đồ nhiều lên. Giờ không có đồ sửa vũ khí, không có gì à. Phải đi quánh đồ zombie bằng tay không à. Đâu? Tìm ở đây nè con. Ở đây, ở đâu đây nè? À dư ông cống anh em. Ồ có đồ đây nè mày. Từ từ để tao mở đồ. Đó. Ngon ngon, có điểm nữa. Có điểm năng kỹ năng 7500 ít ẩu gì. Sao không cho chứ nè. Lên coi, lên cấp đi. Ờ cái tụ cái học này siêu khó luôn á. Lục gì đó khí thế à. Coi coi cho mình đồ gì trong đây. Có một cây dao găm nè mày. Đâu?
đồ biết bén bao nè. nhiêu cái đồ mở khóa tao nói. Rồi, ok. Coi cái dao này coi. À, cái dao chặt thịt. Mình bay phóng. Rồi để coi sao ra khỏi chỗ này đây. Thì ra ngoài. Thì ở trong đây nãy giờ cứ làm cái này hoài. Giờ ra nè. Ủa mà giờ đường đâu ra? Chỗ ra nằm đâu mới là vấn đề. What? Xe bộ bị giam trong đây luôn à? Thì em tới đây hết rồi. Nãy vô bằng cái chỗ nào? Ai biết? Giờ kiếm giờ tao cũng đâu nhớ đâu. Nhạc ra liền chứ. Gì đây? Đó, bình ga đó sẽ có. Trời ơi, mày lại cứu tao coi đang học kỹ năng đây lại quánh tao chết. Làm cái hoa này có cái để xài. Vậy mà cũng bị cái con zombie yếu kém rồi giết chết. Đang học kỹ năng. Mày phá đu nó mạnh cháu bà. Ra đây là chết. Cái con đó giờ dễ lắm. Nhấn control cho té đạp đầu nó bể hơn thôi hả? Ờ, dao gì mau hư. Còn con này nè, chạy luôn. Nó hơi trái mình tí rồi anh em ạ. Con quỷ này nè, quýnh đi nè, quýnh đi nè. Không, cắt được thiệt anh em. Kìa vậy? Vãi. Vừa lẫn cái táp liền, chưa kịp phản kháng và phản ứng gì nữa. Giờ còn do đó chắc phải đi chiến với đi làm đồ mày ơi. Giờ đi vừa lột đồ vừa chiến zombie đi. Không có đồ sao quánh. Nè đây nè. Dao. Ủa sao còn ở chỗ đó mày? Chết tao rồi. Giờ chắc phải làm tới tăng lên mức khó hơn nữa. Cứ rồi. Cái vậy? Trước làm nhiều lắm à. Nhưng mà bắt mình làm phải tăng thêm cái độ khó nữa mới cho qua chứ. Ừ. Chết rồi. Đông quá rồi, cứu sao được kịp. Cứu tao chết tao luôn à. Ghê gớm lắm. Chiến nữa hả? Kêu mình không đủ trình làm vụ tiếp theo chắc. Chắc vậy, nó mình chưa đủ trình nữa. Bắt mình vô đó để luyện cho lên cấp thêm á. Ví dụ như mà bây giờ mình chưa đủ cấp đâu cho mình làm tiếp. Phải thiệt chứ. Cái đưa vô đó vô cái chỗ để luyện cấp. Giờ tiếng nước của mình. Vậy mà cũng làm được đó. Mấy con này hay. Hay thì con trứng hay ra. Cái trường đầu cho nó cắn không à. Đâu mà mình phải làm. Nghĩ là làm thêm nhiệm vụ phụ mày ơi. Nhiệm vụ chính giờ cũng cho làm nữa là làm nhiệm vụ phụ. Đâu? Mấy cái chân á. Đâu làm thôi có đâu. Mấy cái ký hiệu á. À, nó kêu mình bây giờ lại ký hiệu cửa hàng đó coi. Để thử xem. Ký hiệu cửa hàng đó là một nhiệm vụ phụ á. Thì hầu như là mấy ký hiệu riêng khác trên bản đồ là nhiệm vụ phụ á. Bị đông quá. Đâu, chuyện chạy mình cũng làm được nữa. Nhảy qua đầu cũng bị ăn tán nữa chứ.
gì. Trời ơi, mình bay ra mà nó đập đập giật ra sao hay ta. Ô cao thủ. Ôi, chết rồi, ở đây là gì đây? Cái chỗ tao đang quánh mà nãy tao quánh không nổi, đông quá. Cái hiệu cái nhà mình chiếm được, thấy được là mình chiếm được cái nhà ở đây nữa. Chiếm nhà này à, rồi ok. Định cân cả thế giới. Chảy rồi, chị chảy. Tại rồi. Sao bay lên chỗ tao vậy? Đưa đầu đây. Ồ, cái dao hư nữa, không có đầu sửa rồi. Vậy hết vũ khí quánh luôn à. Mấy mụ già này kinh thiệt chứ. Chết luôn à. Chưa kịp bấm nút gì hết. Lộn nút hoài. Bấm lộn ALT không. Chỉnh qua control rồi quên hoài. Rồi cứu mày xong tao chết luôn. Tao đứt luôn rồi, vừa đứng dậy. Rồi ha, thì ok tất cả anh em, thì thật sự là zombie nó quá là đông mà tụi mình không có vũ khí gì hết, thì chắc có thể là tập sau thì tụi mình sẽ cố gắng ha. Rồi, ok thì tập này thì mình sẽ chính thức kết thúc tại đây. Thì anh em cảm thấy sao về video hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên đến đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh mình nhé. Cảm ơn mình, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của tựa game Dying Light. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào.